Xin chào các bạn, tôi Đức ACT đây ạ. Rất vui đã được gặp lại các bạn trong cái video chia sẻ cái mẫu nhà đẹp. Thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ và giới thiệu với các bạn một cái ngôi nhà 2 tầng theo phong cách là tân cổ điển. Đấy, được kiến trúc BNI thiết kế cho gia đình anh Đồng tại Tam Điệp, Ninh Bình. Thì sau đây các bạn cùng theo dõi qua lại cái video, cái quá trình khảo sát của chúng tôi. Đấy. Đây là chúng tôi đang bay flycam ở trên cao để chụp lại cái hiện trạng của cái khuôn đất của nhà anh Đồng, để khi mà chúng tôi về thiết kế thì chúng tôi sẽ đặt trực tiếp cái thiết kế vào trong cái hiện trạng của khuôn đất các bạn nhé. Đó. Thì đây là khu vực thành phố, rất là nhiều những mẫu nhà rồi những cái kiểu nhà khác nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ thiết kế cho anh Đồng một cái mẫu nhà nó sẽ khác biệt ở cái khu đất này. Đó. Đó, thì đây là cái khuôn đất của nhà anh Đồng. Thì ở đây tất cả đều là đã chia lô, là đều là 7 nhân 20 hết. Thì đây là bên cạnh hàng xóm này. Đấy, và ở bên cạnh hàng xóm này thì sẽ còn một cái lô đất 7 nhân 20 của một nhà khác nữa, thì sau đó là mới đến cái lô 7 nhân 20 là khuôn đất của nhà anh Đồng. Đấy, thì cái khuôn đất đấy là đang thẳng của chúng tôi đi ra phía trước này các bạn nhé. Đó. Đấy, còn anh đây là anh Đồng này. Đấy, anh Đồng hôm chúng tôi đi về khảo sát. Cái mong muốn, cái sở thích và nhu cầu của gia đình anh cũng như làm sao đó. Đó, đây anh Đồng đang xem cái hiện trạng khuôn đất khi mà chúng tôi bay hiện trạng ở trên flycam ở trên cao. Vừa rồi thì tôi cũng chia sẻ với các bạn về cái quá trình mà chúng tôi đi khảo sát cũng như là cái thực tế mà chúng tôi đi khảo sát như vậy. Còn lại thì cũng chỉ là trên video các bạn xem qua một vài phút thì thôi. Tuy nhiên thì cái quá trình mà chúng tôi về khảo sát thì nó rất là chi tiết đầy đủ. Trong ví dụ như đây là cái lúc mà chúng tôi đang đo hiện trạng khuôn đất thôi, còn lại thì có cái phần mà chúng tôi là còn phải trao đổi phương án rồi nghe những cái thông tin mong muốn của anh để mà chúng tôi về chúng tôi thiết kế cho nó phù hợp với nhu cầu và cái mong muốn sử dụng của anh. Kích thước của nhà anh Đồng là 7 nhân với 20. Thì sau đây xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng cái phối cảnh 3D mà chúng tôi và anh Đồng đã thống nhất chốt cái phương án và để chúng tôi triển khai cái phần tiếp theo. Xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé. Vừa rồi thì các bạn vừa chiêm ngưỡng cái phối cảnh 3D mà kiến trúc BNI thiết kế cho anh Đồng tại Tam Điệp, Ninh Bình. Thì các bạn có cảm nhận như thế nào về cái phối cảnh 3D mà chúng tôi thiết kế cho anh Đồng? Thì nhà anh Đồng thì phối cảnh 3D nó là dạng tân cổ điển. Thì rất là nhiều các video mà chúng tôi đã chia sẻ thì thường là những đa phần là những cái nhà mẫu nhà hiện đại. Đấy, thì hôm nay là qua nhà anh Đồng đây thì chúng tôi cũng giới thiệu cho các bạn một cái mẫu tân cổ, tức là nó sẽ có sự đắp vẽ nhiều hơn để cho các bạn tiện tham khảo. Thì hy vọng rằng qua những cái video mà chúng tôi chia sẻ này thì sẽ giúp ích cho các bạn
Nếu như các bạn mà đang tìm hiểu, mong muốn có nhiều thông tin hơn để trang bị cho cái ngôi nhà tương lai của các bạn thì video của chúng tôi chia sẻ thì hy vọng rằng cũng sẽ giúp ích cho các bạn nhé. Thì cái phối cảnh 3D tổng thể thì các bạn cũng thấy là cái sự đồ sộ hoành tráng của cái phong cách là phong cách tân cổ điển các bạn nhé. Đấy, thì đương nhiên đã là phong cách tân cổ điển rồi thì nó phải có những cái mảng đắp vẽ và hình khối của những cái hệ cột. Đấy, các bạn có thể thấy đầu tiên đặc trưng nhất là cái mảng phù điêu rất là to đắp vẽ ở đây. Đấy, ở phía trước của mặt tiền. Đấy, cũng như kết hợp với những cái trụ, đấy, những cái trụ này kết hợp với những cái lan can ở đây thì nó sẽ tạo ra những cái mảng tân cổ điển. Và ở dưới đây này thì là đắp vẽ bằng những cái đường chỉ và những cái hạt trang trí ở đây. Đấy, và ở đây thì phía trước này là ba cái hệ cột. Ba hệ cột cũng là dạng hệ cột đắp vẽ ở đây để tạo nên một cái sự hoành tráng cho cái phần mặt tiền phía trước này. Cái phần hệ mái thì chúng tôi vẫn thiết kế cho nhà anh Đồng là hệ mái Thái. Đấy, hệ mái Thái thì ở trên tầng 2 là sẽ có là một cái mái sảnh và một cái mái to ở trên. Đấy, và những cái chi tiết trang trí thì đây tôi sẽ sử dụng to lên. Thì ở đây là những cái đường chỉ này, đấy, đứng đường chỉ và đắp bằng những cái phù điêu, đắp bằng những cái hệ 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 cổ điển, tân cổ điển ở đây để cho nó phù hợp với cái lối kiến trúc tổng thể của ngôi nhà là dạng tân cổ điển các bạn nhé. Kết hợp thêm những cái đường chỉ này, rồi những cái chỉ âm và những cái mảng tường trang trí để tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà, đó là bằng những cái sơn màu màu nâu đậm ở đây các bạn nhé. Đó. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy qua. Đấy. Ở phía trước đây thì là sẽ làm cửa 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 cuốn để mà sẽ đi ô tô vào bên trong. Và ở phía bên này thì sẽ là làm cửa bốn cánh ở đây thì có thể là mở phía trước này ra để đi vào cái không gian sân phía trước bên trong. Đấy, còn đâu thì ở đây chúng tôi cũng có những cái hệ trang trí ở trên tầng 2, ví dụ như các cái hệ lam trang trí này. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua ở những cái góc nhìn khác các bạn nhé. Ở trên tầng 2 đây thì ở trên cao chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn của cái hệ mái. Đấy, hệ mái Thái thì cái phần mái này ấy, thì anh Đồng anh sau này anh sẽ dùng nó là lợp tôn giả ngói các bạn nhé, chứ không anh không lợp ngói mà anh dùng tôn giả ngói. Đó, ở đây là cái chúng tôi thiết kế là ở cái đây là cái giếng trời. Toàn bộ tất cả những cái phần ở mặt tiền chúng tôi có thể làm sao cho nó đẹp nhất theo cái mong muốn là tân cổ điển của anh. Thì chúng tôi cũng đã đắp vẽ rồi những cái trang trí hệ cột, hệ mái làm sao đó để cho nó cân đối và nó hài hòa cũng như là nó phải phù hợp với cái kiến trúc tân cổ điển các bạn nhé. Thì sau đây xin mời các bạn cùng với tôi sẽ khám phá cái phần công năng bên trong của ngôi nhà nhà anh Đồng. Thì đây là cái phần thiết kế mà chúng tôi đặt trực tiếp vào cái hiện trạng khuôn đất mà khi mà chúng tôi về thiết kế. Đấy, thì chúng tôi sẽ đặt trực tiếp vào đây để chúng tôi thiết kế. Thì thực ra là nhà anh Đồng đây thì cái khuôn đất nó đã cố định là 7x20 rồi. Đấy, thì tuy nhiên thì chúng tôi cũng vẫn sẽ phải chụp lại để mà đặt vào cho nó đúng với cái thực tế hơn. Đi vào phía bên trong đây thì là không gian của cái phòng không gian của phòng khách. Diện tích là 28,97 m². Rồi tiếp đến vào đây là không gian của cái khu cầu thang đi lên tầng cũng như là cái vị trí của bàn ăn ở đây. Bên phải này là không gian của một cái phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ này. Đấy, diện tích là 14 m². Rồi phía bên này thì là không gian của phòng phòng bếp cộng ăn các bạn nhé. Đấy, thì toàn bộ cái khu đây này. Đó, nó là của phòng bếp cộng ăn luôn các bạn. Đấy, và phía sau này thì là khu vệ sinh chung của gia đình anh. Và phía bên này là sân sân ướt. Thì lên trên tầng đây thì đi về phía bên bên trái này là không gian của phòng thờ phía trước. Đấy, thì bao giờ cũng thế, phòng thờ khi mà chúng tôi thiết kế thì chúng tôi cũng sẽ đều đặt ở những cái vị trí nó đẹp và hướng đẹp cũng như là nó phải ở cái nơi mà nó trang trọng. Nó thì chúng tôi đặt ở phía trước này, và ở bạn phía trước phòng thờ thì sẽ có không gian ban công. Đấy, không gian ban công đầu tiên là có cái hệ sảnh ở đây nữa này, và sau đó là cái phần sân chơi ở phía trước, và ở bên này là cái không gian của phòng ngủ diện tích là 12,37 m². Đó. Phòng ngủ số 3 này là 12,96 và phòng ngủ số 2 này là 12 m², 12 m². Đấy, và ở đây sẽ có một cái không gian sinh hoạt chung. Ở phía bên sau này thì sẽ là không gian của khu giặt phơi. Thì do là có phòng sinh hoạt chung ở đây thì chúng tôi sẽ làm một cái hệ cửa ở đây để cho nó ngăn sinh hoạt chung với lại phơi. Đấy. Thì nó không bị ồn, ảnh hưởng tiếng ồn cái thứ vào trong cái không gian sinh hoạt chung này. Đấy, còn lại thì cái vệ sinh chung thì là 4,64 m² thì là cũng rất là rộng các bạn nhé. Đấy.
Thì đấy là cái phần mặt bằng. Thì ở cái mặt bằng này thì các bạn sẽ biết được là cái kích thước và diện tích cũng như là bố trí của các phòng. Thì để mà nó trực quan và nó dễ hiểu hơn thì hiện nay như công ty kiến trúc BNI cũng đang áp dụng công nghệ mới. Đấy, và tôi cũng đã show luôn cho các bạn cùng xem, cùng theo dõi để các bạn cũng dễ, nếu như mà các bạn không nắm rõ về bản vẽ thì các bạn cũng vẫn có thể mường tượng và hình dung được về cái cách bố trí không gian để sau này các bạn ở là nó sẽ như thế nào. Đấy, thì đây là cái phần cửa, nó cửa cuốn và cửa đi vào, và toàn bộ đây là cái không gian của cái phần sân phía trước và cái khu để ô tô. Đấy, và bước vào nhà thì đây là không gian của phòng khách. Đấy, không gian phòng khách thì đây là bàn ghế này, cũng như là tủ tivi để mà xem phim giải trí ở đây và tiếp khách. Đó, và ngăn giữa cái không gian của phòng bếp cộng ăn và phòng khách thì chúng tôi làm bằng cái hệ lam trang trí ở đây như các bạn đang thấy. Đấy, đây là các hệ lam trang trí này. Bên này thì là không gian của cái phần cầu thang đi lên trên tầng rồi. Đấy. Và vào đây trong đây thì là không gian của phòng phòng bếp cộng ăn. Đây là không gian của phòng ngủ này. Đấy, và đây là không gian của phòng bếp cộng ăn này. Đấy, đây là cái khu sân ướt. Đấy, sân ướt ở đây và khu vệ sinh chung. Rồi ở trên tầng 2 này thì chúng ta sẽ đi từ dưới lên đây, cầu thang lên đây. Đấy, thì chúng ta sẽ vào phên không gian của cái, đây là không gian của phòng thờ. Đấy, và các cái phòng ngủ và phòng sinh hoạt chung cũng như là cái khu giặt phơi này và cái khu vệ sinh chung. Đấy, và ở phía trước đây thì là cái không gian của cái phần sảnh, ở trên tầng 2 cũng như là không gian sân chơi ở đây. Đấy, và chúng tôi có thiết kế thêm cho anh là cái hệ giếng trời. Đấy, cái hệ giếng trời ở trước của cái phòng ngủ này. Đấy, và ở trên xuống thì nó sẽ tạo ra một cái không gian ánh sáng, lấy cái không gian ánh sáng xuống ở dưới cái tầng 1. Đấy, còn chúng tôi cũng có thiết kế thêm một cái giếng trời ở giữa cái khoảng cầu thang này để sau này ấy, thì anh sẽ làm cái tiểu cảnh khô ở phía dưới của cái tầng 1 ở trong cái khu cầu thang này. Thì vừa rồi là tôi đã giới thiệu cho các bạn rất là chi tiết về cái phần kích thước, diện tích, bố trí công năng của từng phòng, diện tích của từng phòng cũng như là sâu cái phối cảnh 3D để cho các bạn tiện hình dung và tham khảo về cái công năng của nhà anh Đồng. Thì hy vọng rằng là qua cái video chia sẻ này thì cũng giúp ích được cho các bạn. Nếu như các bạn đang có mong muốn tìm hiểu để trang bị cho cái ngôi nhà của bạn thì những cái video tôi chia sẻ ở đây sẽ giúp cho các bạn có nhiều thông tin hơn, cũng như biết đâu đó nó có cái ngôi nhà này sẽ có một cái ý tưởng nào đó mà nó phù hợp với mong muốn của bạn. Đấy, hoặc là nếu như mà bạn đang có cái nhu cầu có một cái công năng tương tự như nhà anh Đồng và cái khổ đất gần tương tự hoặc là tương tự như vậy thì các bạn cũng có thể tham khảo. Hoặc ngoài ra thì các bạn có thể liên hệ với công ty kiến trúc BNI chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục vụ các bạn từ cái việc là khảo sát rồi cho đến khi chúng tôi về thiết kế và gì ạ, chúng tôi sau này thì khi các bạn thi công ấy thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình thi công. Ví dụ như những cái phần thép móng, thép sàn thứ thì chúng tôi cũng đều có những cái anh em kỹ thuật về tận nơi để mà hỗ trợ giám sát. Đấy, thì nếu như mà các bạn có theo dõi kiến trúc BNI, các bạn cũng cũng đã biết là chúng tôi chia sẻ công khai tất cả mọi thứ ở trên Facebook cũng như là trên kênh YouTube. Đấy, thì nếu như mà ở trên kênh Facebook thì các bạn gõ là công ty cổ phần kiến trúc BNI ở mục tìm kiếm. Đấy, thì các bạn ấn tìm kiếm thì các bạn kích vào thì nó sẽ ra công ty. Đấy, thì đây các bạn có thể nhìn thấy là cái logo của công ty này. Đấy, thì các bạn có thể ấn vào nút theo dõi và thích trang để khi mà chúng tôi đăng những cái mẫu nhà, những bài chia sẻ thì nó sẽ xuất hiện ở trên tường các bạn nhé. Đấy, thì chúng tôi ở trên đây thì Facebook này thì chúng tôi cũng chia sẻ tất cả những cái gì mà chúng tôi đang làm, đang phục vụ khách hàng ở trên các tỉnh thành. Đấy, nó rất là thực tế và chúng tôi cũng chia sẻ nó như thế để làm sao đó các bạn cũng có một cái hình dung, có một cái nhìn nó trực quan nhất về kiến trúc BNI đang làm gì, đang phục vụ khách hàng ra sao. Đấy, ví dụ như những cái video mà chúng tôi đi khảo sát, đấy, những cái chia sẻ rồi những cái đấy, ví dụ những cái chia sẻ này rất là hữu ích cho các bạn trong những cái vấn đề thực tế. Đấy, cũng như là gì, quá trình mà chúng tôi đi hỗ trợ những cái ngôi nhà đang xây dựng thì tất cả những gì chúng tôi nói là chúng tôi sẽ làm. Đấy, và tất cả chúng tôi bằng chứng minh bằng những cái hoạt động thực tế các bạn nhé. Đấy, ví dụ các mẫu nhà như vậy. Đấy, thì cũng rất là mong muốn là những cái chia sẻ này thì cũng giúp ích cho các bạn, cũng như là cho các bạn nhiều những thông tin hơn để các bạn tham khảo trong ngôi nhà tương lai của các bạn thôi. Đấy. Ngoài ra thì ở đây trên kênh YouTube thì các bạn cũng có thể gõ là
kiến trúc BNI, các bạn ấn vào tìm kiếm thì đây là logo công ty. Thì các bạn có thể ấn đăng ký và chuông thông báo để mà khi chúng tôi đăng video mới thì các bạn cũng không bỏ lỡ bất kỳ một cái video nào. Đấy, thì các bạn có thể ấn kích trực tiếp vào đây thì nó sẽ ra cái mục trang chủ, thì các bạn kích vào mục video. Đấy, thì trên đây cũng là tất cả những cái video mà chúng tôi chia sẻ, ví dụ như mẫu nhà, các hoạt động thực tế, các hỗ trợ và các quá trình đi khảo sát. Đấy, thì các bạn sẽ có một cái nhìn trực quan hơn về những cái hoạt động thực tế của chúng tôi. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.